Mỹ, Pháp và Trung Quốc thán phục Việt Nam vì ông cha của họ đã thất bại tại đây. Việt Nam chúng ta từng là một đất nước bị chiến tranh tàn phá kinh hoàng, khiến nền kinh tế và đời sống của người dân bị đảo lộn và suy tàn. Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng nghỉ và đồng lòng của toàn dân Việt Nam, đất nước đã vượt qua được thời kỳ đen tối và bắt đầu thay da đổi thịt, từng bước phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và đóng góp tích cực vào cộng đồng quốc tế. Việt Nam ngày nay là một trong những quốc gia nổi bật trên bản đồ thế giới. Theo dòng phát triển của Việt Nam, truyền thông quốc tế đã cho đăng tải một video với tiêu đề "Liệu Việt Nam có phải cường quốc kinh tế tiếp theo?" Bạn biết không, họ đã mở đầu video bằng một lời dẫn vô cùng ấn tượng như sau. Việt Nam, nếu bạn là người Mỹ, người Pháp hay người Trung Quốc, bạn có thể biết đến Việt Nam, chính là nơi mà ông cha bạn đã chiến đấu và thua cuộc. Đó là một trong số ít các quốc gia trên trái đất vẫn tuyên bố là cộng sản, trong khi họ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Và để chứng minh cho quan điểm này, video đã đưa ra khá nhiều điểm mạnh của Việt Nam chúng ta. Đó là vị trí địa lý, lịch sử, dân số, danh lam thắng cảnh, tốc độ phát triển của các ngành công nghiệp và đặc biệt là đề cập đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về mối quan hệ giữa hai nước theo như những gì có trong video kia nhé. Theo trích dẫn từ video thì họ cho rằng Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều điểm tương đồng, như đều là quốc gia cộng sản, đều khá phát triển trong các hoạt động giao thương với thế giới. Nhìn vào lá cờ khá giống nhau khiến nhiều người tưởng rằng Việt Nam và Trung Quốc là những người bạn thân thiết. Nhưng trên thực tế, hai quốc gia không hẳn là đồng minh. Cuộc chiến tranh năm 1979 đã đẩy mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng và kéo dài cho đến tận bây giờ. Đó là chưa kể trong khoảng thời gian từ năm 1979 đến nay, rất nhiều lần Trung Quốc có những hành động kỳ quặc trên Biển Đông. Video này còn nói thêm, vì Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng nên buộc Việt Nam phải mở cửa với phương Tây về kinh tế và quân sự để được viện trợ khi cần thiết. Cuối cùng, video này kết luận như sau, Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành một cường quốc trong tương lai gần và tin chắc rằng dù Trung Quốc có ý định xấu xa nào thì người Việt Nam đều có thể cản lại. Và ngay khi video này được lên sóng, cư dân mạng quốc tế cũng vô cùng quan tâm và để lại khá nhiều bình luận, trong đó có cả cộng đồng mạng Trung Quốc, Mỹ và Pháp. Tôi đã từng đọc khá nhiều tài liệu về chiến tranh của Việt Nam. Thời đó, rất nhiều lính Mỹ và người dân Mỹ đều phản đối chiến tranh với Việt Nam. Tôi rất đau lòng khi nhìn thấy những cảnh tượng tàn hoang và đau đớn của người dân Việt Nam khi đối diện với chiến tranh. Nhưng thật thần kỳ, với những thứ vũ khí thô sơ, các bạn vẫn có thể chiến thắng Mỹ, một quốc gia hàng đầu về quân sự và vũ khí tối tân. Tôi thật lòng ngưỡng mộ đất nước của các bạn. Chúc các bạn ngày càng phát triển. Là một người Ấn Độ, tôi rất ngưỡng mộ cách các bạn bảo vệ và giải phóng đất nước của mình khỏi sự đô hộ của những cường quốc thực dân. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Việt Nam của các bạn. Thật khâm phục tinh thần chiến đấu của người Việt Nam, nhiều khi tôi cũng không hiểu đất nước của mình đã suy nghĩ gì khi lại xâm lược các bạn. Là công dân Mỹ, tôi cũng thấy khá xấu hổ khi đất nước chúng tôi đã gây ra cho Việt Nam quá nhiều đau đớn. Nhưng may mắn là mọi chuyện bây giờ đã tốt đẹp hơn, Việt Nam bây giờ chính là người bạn tốt của Mỹ. Dành cho các bạn chưa biết thì Việt Nam từng trải qua một nạn đói khủng khiếp, khiến nhiều người chết không có chỗ chôn, phải nằm la liệt trên mặt đất. Nhưng Việt Nam của hiện tại đã lớn mạnh đến thế nào? Họ không chỉ ưu tiên sản xuất mà còn chú trọng phát triển giáo dục, kinh tế và dịch vụ. Sau những hậu quả do Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác gây ra cho Việt Nam, tôi thật lòng chúc cho Việt Nam có một tương lai tốt đẹp với nền kinh tế vững mạnh. Bạn thấy đó, Việt Nam chúng ta từng trải qua những thời kỳ đen tối biết bao nhiêu. Nhưng rồi khi chiến tranh qua đi, chúng ta đánh đuổi được các thế lực cường tráng như Mỹ, Pháp và Trung Quốc đã đánh dấu một chương mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Bằng sự quyết tâm kiên cường, bất khuất, anh dũng và cả những lần nằm xuống, ông cha ta đã góp phần vào sự phát triển của đất nước và xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thích những chủ đề tương tự thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để tụi mình được biết với nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.